Tài sản chung, tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm, đặc biệt là khi tài sản đó là nhà, đất, một tài sản lớn đối với nhiều người. Một câu hỏi mà gần đây chúng tôi nhận được nhiều từ khán giả đó là sổ đỏ chỉ đứng tên mình chồng, vậy khi bán vợ có phải ký tên hay không? Thứ nhất, trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng. Theo khoản 1 điều 34 luật hôn nhân và gia đình khẳng định, trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, thì giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng phải ghi tên cả hai vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. Nhà, đất là tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng. Vì vậy, theo quy định trên, khi nhà, đất thuộc tài sản sở hữu chung của vợ, chồng, thì việc đứng tên một mình chồng trên sổ đỏ sẽ hợp pháp nếu người vợ đồng ý. Trong trường hợp này, dù sổ đỏ chỉ đứng tên một người, nhưng vẫn là tài sản chung của hai vợ chồng và khi bán vẫn cần sự đồng ý và chữ ký của cả hai người. Nếu một trong hai bên không ký bán được, thì cũng phải ủy quyền theo quy định. Trường hợp thứ hai, nếu tài sản nhà đất là tài sản riêng của một mình chồng, chẳng hạn tài sản nhà, đất có trước khi kết hôn, do được thừa kế riêng, tặng cho riêng, hoặc có được do phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, lúc này đương nhiên trên sổ đỏ chỉ đứng tên một mình chồng mà thôi. Vậy nên, khi bán cũng chỉ cần người chồng ký mà không cần chữ ký của người vợ. Tóm lại, tài sản nhà đất khi bán cần chữ ký của người vợ, khi đó được xác định là tài sản chung của vợ chồng. Nếu là tài sản riêng thì không cần vợ phải đồng ý. Tuy nhiên, không phải ai cũng xác định được sổ đỏ đó là tài sản chung hay riêng. Theo khoản 1, điều 33 luật hôn nhân và gia đình năm 2014, nhà, đất của vợ chồng được coi là tài sản chung khi thuộc các trường hợp sau đây. 1. Là tài sản do vợ, chồng có được sau khi kết hôn, hình thành từ thu nhập, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân. 2. Là tài sản vợ chồng được thừa kế chung hoặc tặng cho chung. 3. Là tài sản vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung. Đặc biệt, sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng. Đồng thời, trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh nhà đất đó là tài sản riêng của chồng thì được coi là tài sản chung. Còn theo khoản 1, điều 44 luật hôn nhân và gia đình, tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản riêng của mỗi người có trước khi kết hôn, tài sản được thừa kế riêng, tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân, tài sản được chia riêng cho vợ, chồng, tài sản phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng. Ngoài ra, tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng. Chẳng hạn, người chồng có cái chung cư trước khi kết hôn. Sau khi lấy vợ, người này bán chung cư với giá 2 tỷ để mua một mảnh đất, thì mảnh đất này cũng là tài sản riêng của người chồng. Việc xác định tài sản chung hay riêng là căn cứ rõ ràng nhất để biết được sổ đỏ chỉ đứng tên chồng khi bán có cần chữ ký của vợ hay không. Nếu thấy những thông tin này hữu ích với bạn, hãy nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những kiến thức pháp luật mới nhất nhé.